Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio của chúng em. Và hôm nay chúng em sẽ giới thiệu với các bác một dòng sản phẩm có tên là JBL, mã là 4012. Vâng, đây chính là loa, chiếc loa JBL. Vâng, thì tại sao thì người ta lại đặt cho cái tên là 4012? Vâng, thì rất là nhiều bác chắc là cũng không biết, cứ gọi là 4012 thôi. Nhưng thực chất của nó là dòng sản phẩm, nó thuộc dòng sản phẩm KB4000, được JBL cho ra mắt vào năm đầu năm 2014. Vâng, thì là mã loa 4042 có nghĩa là thuộc dòng loa 4000 và đường kính bass là 12 inch. Đó, thế chính nên là người ta đặt luôn là cái tên là 4012, thuộc dòng 4000 và đường kính của cái bát là 12 inch. Vâng, và đây chính là cái chi tiết của mặt loa. Vâng, nó được sơn một lớp sơn rất là đẹp nhé các bác nhé. Nhìn vào sơn đây nó không phải là sơn bóng mà sơn đây là sơn mịn, sơn mịn các bác này. Em có thể zoom cho các bác nhìn rõ hơn đó. Và bên trong nó có một lớp lưới đó, bên trong nó là một lớp lưới để ngăn bụi bẩn hoặc là các cái siêu bụi, vi bụi nó bay vào, và nó giúp cho cái bên trong của chúng ta nó sẽ sạch sẽ hơn, và cái lớp lưới này nó cũng giúp chúng ta dễ tẩy rửa hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh giá tổng thể là chiếc loa JBL này là nó được sơn một lớp sơn màu đen và vỏ là vỏ gỗ ép nha các bác nhé, gỗ ép chất lượng cao, và được sơn một lớp sơn sần. Và trên bề mặt trên cùng thì là nó được bố trí rất là nhiều lỗ để chúng ta có thể bắt bích loa các bác nhé. Đó, ví dụ như đây này, lỗ này, lỗ bên sườn này và lỗ bên sườn cạnh của cái loa này. Đây, các bác nhìn thấy hai lỗ không ạ? Là để chúng ta có thể là treo bằng cáp theo hướng ngang hoặc thẳng đứng. Và đây nó cũng có hai lỗ để chúng ta có thể bắt bích loa treo đứng bằng ti, hoặc là bắn vào tường, hoặc là treo lên trần đó. Và chúng ta sẽ khám phá mặt sau của em nó. Vâng, đây chính là mặt sau, đây cũng là giúp chúng ta là treo đứng này đó, hai cái lỗ này thì chúng ta có thể là luồn sợi dây này từ trên này xuống dưới này thì chúng ta có thể bắt cáp vào để chúng ta có thể treo lên. Và bên sườn này nó có hai lỗ thông khí rất là lớn các bác nhé, hai lỗ thông khí khá là lớn, nó giúp cho tiếng âm nó phát ra vả vào tường để được có cái độ nảy rất là hay. Vâng, và bên dưới này nó cũng có một lỗ nữa để chúng ta có thể là treo bích đó, treo bích loa. Vâng, và đây chính là khung viền, giúp khung viền mạch phân tần ở chính cái khu này. Và khu này thì nó có ghi mã model là KP4012 các bác nhé. Đây là cái tem của JBL, xuất xứ Trung Quốc nha các bác nhé. Đó, KB này thuộc dòng 4000 này các bác thấy không? Đó, nó là một trong ba dòng sản phẩm nó thuộc dòng KB4000 đó các bác. Thì là nó có đường kính bass là 12 inch thì là người ta gọi là KP4012. Vâng, đó, đây là tiếng Anh em không hiểu đâu, nhưng mà tưởng tượng là công nghệ của Mỹ nhưng sản xuất tại Trung Quốc nha các bác nhé. Đó, công nghệ của Mỹ nhưng sản xuất tại Trung Quốc. Và con này nó có trở kháng là 8 ohm. Đó, độ nhạy của nó là 97 dB nha các bác nhé. Và dưới này nó có hai đường lưu trích vào và ra. Đó, hai đường lưu trích. Các bác có thể tùy chỉnh hai đường lưu trích này. Và nhìn dòng loa xịn này các bác nhìn nó, nhìn các cái viền làm rất là đẹp. Em có thể zoom lại cho các bác xem. Có thể không ạ? Đó, rất là đẹp luôn. Công nghệ cao thì người ta làm rất là đẹp và để đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế các bác. Đó, bây giờ làm cái gì cũng thế, để đạt một cái tiêu chuẩn rất quốc tế rất là khó, người ta phải rất là tỉ mỉ. Đó, và đây chính là bên ngoài. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành tháo ra và chúng ta sẽ đánh giá bát và chép bên trong. Vâng, thì không phải mất đỡ phải mất thời gian của các bác chờ đợi thì em đã tháo xong cái chiếc vỏ này. Vâng, mới còn hơi chắc. Wow, đẹp quá.
Vâng, thì đây chính là chiếc bát. Bát này chính là bát 30 nhé các bác nhé. Các bác nghe gõ không ạ? Tiếng rất là êm như đánh trống luôn phải không ạ? Vâng. Thì hàng mới nhập về nên là nó vẫn còn cái các cái bụi gỗ của nhà máy người ta sản xuất đi các bác. Vâng, thì em về các anh em giới thiệu luôn. Thứ nhất là về cái đường viền của chiếc bát này, cái gân này các bác này. Đó, các bác nhìn thấy gân nồi rất là đẹp. Gân nồi nhé. Gân nồi nó giúp chúng ta co giãn của ánh nhạc to cũng không sợ, nó co giãn rất là tốt các bác nhé. Đó. Gân nồi này nó có tác dụng như vậy. Và nó làm của nó có thể làm chống rung. Chống rung cho loa để cho cái tín hiệu âm thanh ra tốt nhất. Đó chính là cái tác dụng của chống rung này, của cái nồi này. Và bên đây là trên cái chiếc chép. Đó, đây là chính là kèn của nó. Kèn được thiết kế nhìn rất là lạ mắt. Vâng. Với cái dòng JBL này thì là các bác là chắc là thừa biết rồi đúng không ạ? Em gọi là JBL cho nó dễ đi. Và người dân mình thì là chuyên gia là gọi là JBL. Thì em gọi JBL cho nó gần gũi. Vâng, thì đây chính là cái chiếc chép của JBL này. Nó được đây chính là chiếc chép của nó. Nhìn thiết kế rất là dày dặn các bác nhìn này. Đó, các bác nhìn thiết kế rất là dày dặn nhé. Đó, từng cái đường nét của nó luôn. Vâng, và bây giờ em sẽ tháo ra để chúng ta cùng đánh giá bên trong xem là bên trong nó ra làm sao. Vâng, em đã tháo hết ốc ra. Hôm nay thì khoan của bên em, khoan bắt ốc thì bên em hỏng nên em phải tháo bằng tay ấy các bác. Đó, thì là tháo bằng tay nên là quay tay mỏi quá rồi, mỏi cả tay rồi. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ tháo ra. Vâng. Ok. Vâng, thì thế nào? Em sẽ úp. Rồi ok. Đây chính là tên của nhà sản xuất nha các bác nhé. JBL. Đó. Đây là tem chống hàng giả. Bên này là trở kháng là 8 ohm. Và đây là cái mã sản phẩm của cái con bát này. Mã sản phẩm của con bát này. Vâng. Thì nó cái con bát này thì các bác nhìn này. Đường kính của nó là hôm qua em đo em lại quên mất rồi. Cái này đường kính bao nhiêu nhưng mà thôi được rồi, cái vụ đó thì nó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đang nhìn thấy trực tiếp này, nhìn tận mắt này. Và các bác nhìn các cái phím để chúng ta có thể là gắn dây loa vào. Đã đần hồ rất là căng nha các bác nhé. Em phải ấn rất là mạnh nó mới xuống. Nếu ấn nhẹ thì không thể xuống được, phải ấn rất là mạnh nó mới xuống được các bác. Đó. Và các bác nhìn cái sợi dây nó chắc không? Sợi dây dây kiểu dây sắc rắn. Hàn rất là chắc chắn. Vâng. Và nó có lớp 5 châm rất là dày. Khoảng độ 5 cm các bác. 5 châm rất là dày, khoảng tầm đó, 3 đến 5 cm gì đó. Và từ của nó là từ giật cấp này các bác này, từ giật cấp này. Đó, đây chính là cái củ bát của nó, nhìn rất là hầm hố. Rất là nặng, khi chúng ta xách lên thì rất là nặng. Một tay em thì không thể nhấc được lên các bác. Một tay em thì để nhấc lên thì hơi khó. Còn bên này chính là cái củ chép. Đây chính là củ chép. Và đây thì nó chính là cái mã sản phẩm JBL 2408H2. Đó, đây chính là mã sản phẩm của cái con này. Vâng. Các bác nhìn là các cái lớp trong và lớp ngoài của con chép này, lớp thiết kế bằng nhựa này. Rất là khôn. Nhưng mà con này nó rất là khôn, nhìn nó rất là khôn ngoan, đáng đồng tiền các bác. Vâng, và chúng ta đã đánh giá xong về cái con chép và cái con bát này, chúng ta vừa mới xem xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem nội thất của nó là về cái phân tần bên trong thì em nó được cấu tạo như thế nào, cấu trúc bên trong nó ra làm sao, thì em sẽ mời các bác tham quan. Ok, em sẽ soi đèn sáng một chút để cho chúng ta nhìn nó rõ hơn. Đây các bác nhìn này, các bác có thể nhìn thấy không ạ? Đó, nhìn rất là bố trí này, rất là hầm hố nhá.
Đây là hai cầu chì này các bác này. Hai cầu chì thủy tinh này. Đó. 1 2 3 4. 4 con tụ. 4 con tụ các bác nhé. 4 con tụ rất là hai con tụ to. Một con tụ dưới này nó nhỡ và một con tụ này nhỏ. Và hai cục cản. 3 cục cản này, 4 cục cản, 5 cục cản. Đó. Và hai cuộn đồng vuông và một cuộn đồng tròn. Đây còn một con tụ nữa, tụ màu đen này các bác này. Đó, nhìn nó rất là bướng. Con này nhìn rất là bướng luôn các bác, phân tần này. Dưới này em không nhìn thấy, dưới còn mấy con tụ nữa cơ. Cái này em hàng mới nên em không dám tháo ra. Vâng. Thì là em chỉ soi được như thế này thôi. Các bác có quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn. Và bây giờ thì em sẽ nắp vào. Nắp vào để cho chúng ta cùng mở lên một đoạn để chúng ta cùng đánh giá chi tiết về cái dòng sản phẩm này. Vâng, em vặn bằng tay lên hơi nâu thì em sẽ cắt video một đoạn đi để chúng em có thể vặn vào. Vâng, thì em đã lắp đặt xong và bây giờ em sẽ tiến hành mở đoạn nhạc để cho chúng ta cùng test thử. Vâng, thì là chúng ta vừa nghe thử một đoạn nhạc của cái chiếc JBL này nó phát ra. Vâng, thì chúng ta sẽ cùng đánh giá. Thứ nhất về cái tiếng chép. Vừa rồi em còn lấy cái chổi nông gà, em có bịt thử cái tiếng chép vào thì nghe tiếng rất là, tiếng bát rất là ấm. Đúng không ạ? Tiếng bát rất là ấm. Và sau đó em bỏ cái chổi nông gà ra, nó có thêm tiếng chép nữa. Tiếng chép nó giúp phủ đầy cái không gian và nó giúp cho cái tiếng nó sáng và sạch. Tiếng chép này rất là sạch nha các bác nhá. Vâng, cái dòng JBL KB4012 này thì là cái thương hiệu đã có từ rất là lâu đời rồi. Đó, thì đến bây giờ thì nếu mà nói hay thì cũng không cần phải nói hay nữa. Bởi vì là vốn dĩ là từ xưa đến nay nó đã hay rồi. Đó, thì là em nghĩ rằng là các bác nên cân nhắc khi mua sản phẩm cho dành chuyên cho karaoke. Vâng, với cái chiếc này thì nó có thể là rất hợp cho ngoài trời và cho phòng karaoke cũng rất là hợp. Đó, nghe nhạc cũng rất là hay. Thế nên là các bác quan tâm đến sản phẩm thì hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại 0978503822 để được tư vấn bên em hỗ trợ các bác. Và các bác cũng có thể là để lại đăng ký, để lại bình luận để nhân viên kỹ thuật bên em sẽ trả lời bình luận và có thể là giúp các bác cách làm sao để mua được hàng sản phẩm bên em giá rẻ nhất và tốt nhất. Vâng, em cảm ơn các bác đã theo dõi video của chúng em. Các bác nhớ like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác, chúc các bác một ngày vui vẻ.